Với sự phát triển không ngừng của nguồn năng lượng mới, các ứng dụng quang điện đã dần đi sâu vào các lĩnh vực khác nhau và... cho thầy lại từ đầu đi khách. Với sự phát triển không ngừng của nguồn năng lượng mới, các ứng dụng quang điện đã dần đi sâu vào các lĩnh vực khác nhau và mọi mặt trong đời sống con người. Từ mái nhà hộ gia đình... Để tắt điện thoại. Đang đọc Khánh cứ nhắn. Dạ thôi. Từ mái nhà hộ gia đình đến công nghiệp và thương mại, từ sự bổ sung kết hợp giữa nông nghiệp và năng lượng mặt trời cho đến ngư nghiệp kết hợp với năng lượng mặt trời, các lĩnh vực ứng dụng của sản xuất điện quang, điện ngày càng trở nên rộng lớn hơn. Từ góc độ thương mại, các nhà máy xí nghiệp quy mô lớn, chuỗi siêu thị, doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức công đều là những khách hàng tiêu thụ điện lớn, thích hợp cho việc phát triển các hệ thống quang điện quy mô lớn trên megawatt, góp phần làm giảm chi phí sử dụng điện cho doanh nghiệp và góp công lớn trong việc mang lại lợi ích xã hội, kinh tế và bảo vệ môi trường. Trong đó, trong dự án quang điện, nông nghiệp kết hợp với quang điện đã áp dụng rất nhiều công nghệ quang điện và nông nghiệp mới nhất thông qua việc lắp đặt các mô-đun năng lượng mặt trời trên mặt trời trên mái đi chung em. Thông qua việc lắp đặt các mô-đun năng lượng mặt trời trên mái, các cơ sở nông nghiệp để tạo ra điện và sản xuất nông nghiệp dưới nhà kho đã thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và tiến bộ công nghệ của hai ngành. Để đạt được hiệu quả liên kết công nghiệp 1 cộng 1 lớn hơn 2, sử dụng tối đa tài nguyên đất, tăng lợi ích sinh thái và xã hội. Sử dụng tối đa tài nguyên đất, tăng lợi ích sinh thái và xã hội, nâng cao thu nhập cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương có hiệu quả. Việc kết hợp giữa ứng dụng quang điện trong môi trường thủy sản, các mô đun quang điện được lắp đặt trên các ao cá và các loài thủy sản có thể được nuôi trồng em. Các mô đun quang điện được lắp đặt trên các ao cá và các loài thủy sản có thể được nuôi trong các ao hồ bên dưới mô đun quang điện, tạo thành một mô hình phát triển điện mới. Bên trên là mô hình phát triển điện bằng năng lượng mặt trời, bên dưới là mô hình nuôi trồng thủy sản. Ngư dân có thể dựa vào tài nguyên ao cá để xây dựng trạm phát quang điện phía trên ao cá, vừa có thể thu nhập từ việc nuôi cá, vừa có thể tạo ra điện quang đúng không em? Dư chỉ điện đúng không? Tạo ra quang điện thế ha? Điện quang điện ha? Ok. Rồi. Vừa có thể thu nhập từ việc nuôi cá, vừa có thể tạo ra điện quang điện, đồng thời có thể cung cấp điện cho máy sục khí, máy bơm nước và các thiết bị khác trong ao cá. Biến đổi khí hậu của trái đất là một thách thức và khủng hoảng mà cả nhân loại phải đối mặt. Kể từ khi thành lập, Vision luôn coi bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng sạch là sứ mệnh và động lực phát triển của mình, đồng thời cam kết đóng góp vào việc cải thiện môi trường sống của con người và phát triển năng lượng bền vững. Vision đang nỗ lực phát huy vai trò của mình trên phạm vi toàn cầu để cung cấp cho ngày càng nhiều quốc gia và người dùng năng lượng xanh và sạch hơn. Theo ước tính, việc sử dụng các mô đun hiệu suất cao của Vision có thể giảm 3,98 tấn khí thải carbon dioxide, tiết kiệm than 9,97 tấn và 0,3 tấn sulfur dioxide cho mỗi 10.000 kW quang điện được phát ra. Trong quá trình phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt, cán bộ công nhân viên Vision đã vượt qua muôn vàn khó khăn, giữ vững cương vị, ký hợp đồng bảo hiểm đối với đơn hàng, thực hiện thành công cam kết giao hàng cho khách hàng, mọi công việc diễn ra trật tự, bình thường, tạo nền tảng vững chắc để đạt được mục tiêu của năm. Theo báo cáo tài chính của Vision, trong năm 2020, tập đoàn Vision sẽ tích cực mở rộng sản xuất và nâng cao công suất sản xuất lên 2,6 GW. Thu nhập hoạt động đạt tăng 108% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận ròng tăng 81%. Đằng sau những số liệu lớn là sự đóng góp chung của tất cả các thành viên trong Vision. Nhờ sự nỗ lực của mọi người, các sản phẩm mô đun quang điện Vision đã được gửi đi khắp nơi trên thế giới, được sử dụng rộng rãi trong các dự án trạm điện quy mô lớn và các công trình trên mái nhà công nghiệp và thương mại trên khắp thế giới. Giờ đi chung em ơi.
Ok, xin lỗi em. Và các công trình trên mái nhà công nghiệp và thương mại trên khắp thế giới như châu Âu, châu Mỹ và Đông Nam Á. Vision kiên trì với chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu và các đáp ứng. Vision kiên trì với chiến lược xin lỗi em. Vision kiên trì với chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu và các đáp ứng các dịch vụ theo yêu cầu khắt khe trong việc lựa chọn các nhà cung cấp toàn cầu và liên tục tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng để đảm bảo rằng các sản phẩm có độ tin cậy và chất lượng cao theo nhu cầu khác nhau của khách hàng và các dự án với các điều kiện xin lỗi em. Theo nhu cầu khác nhau của khách hàng và các dự án với các điều kiện địa hình khác nhau, chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế, đóng gói và dịch vụ vận chuyển theo yêu cầu. Các thành phần Vision cũng cung cấp bảo hiểm sản phẩm và sản lượng điện để đảm bảo độ tin cậy của vật liệu và truyền tải điện. Để có thể đi sâu hơn trong thị trường toàn cầu, Vision sẽ cải thiện hơn nữa hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu và đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Mặc dù năm 2020 đầy thách thức, nhưng Vision vẫn tiếp tục vươn lên theo xu hướng, đạt được những thành tựu và phát triển lớn, doanh số bán hàng tăng mạnh. Các mô đun quang điện có hiệu suất cao và độ tin cậy cao được vận chuyển đến các dự án trên toàn thế giới, và nhiều trong số đó là các dự án đơn lẻ trên 100 MW. Kể từ khi sản phẩm dòng Vision 450 cộng được phát hành, đã được xuất khẩu sang châu Âu, Bắc Mỹ, Việt Nam và các thị trường khác trên thế giới, trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư trạm điện quy mô lớn và được khách hàng đón nhận. Trên cơ sở tấm wafer silicon kích thước lớn 166mm và lưới dây dẫn mảnh. Đúng rồi. Và lưới dây dẫn mảnh PERC, dòng sản phẩm này áp dụng công nghệ nửa chip để cải thiện hơn nữa hiệu quả đóng gói của module, tăng công suất module lên 450W và hiệu suất chuyển đổi cao tới 20,37%, giảm hơn nửa chi phí điện trên mỗi kWh LCOE và chi phí hệ thống BOS. Ok. Giảm hơn nữa chi phí điện trên mỗi kWh LCOE và chi phí hệ thống BOS, BOS giúp nhà thầu đưa giúp nhà đầu tư em. Giúp nhà đầu tư mang lại lợi nhuận đầu tư cao hơn. Đồng thời Vision đã tung ra các sản phẩm dòng 545W cộng 455W cộng em. Đồng thời, Vision đã tung ra các sản phẩm dòng 545W cộng trong năm nay, sử dụng các tấm silicon kích thước lớn 182mm. Sử dụng các tấm silicon kích thước lớn 182mm. Đúng rồi, trời ơi. Cái nữa đêm. Sử dụng các tấm silicon kích thước lớn 182mm để giảm hơn nữa chi phí dự án và đẩy nhanh tiến độ bước vào một kỷ nguyên mới hiệu quả cao. Vision tiếp tục được xếp vào danh sách những thương hiệu hàng đầu của toàn cầu. Đồng thời, kể từ quý tư năm 2020, các tổ chức tài chính có thẩm quyền trong nước tại Việt Nam, MB Bank, TP Bank và VP Bank đã công bố thông báo đầu tư và tài trợ cho các dự án quang điện Việt Nam. Là nhà cung cấp giải pháp năng lượng mặt trời duy nhất của Nhật Bản có trụ sở chính tại Việt Nam, Vision đã vinh dự được xếp hạng trong số đó. Uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm đã được khách hàng, chuyên gia và các tổ chức tài chính trong ngành công nhận. Là một trong những nhà cung cấp giải pháp năng lượng mặt trời nổi tiếng nhất tại thị trường Việt Nam là một trong những thị trường đặc biệt nhất của Vision. Vision đã ký nhiều đơn đặt hàng vào năm 2020 để cung cấp các module và dịch vụ khách hàng đáng tin cậy cho người dân địa phương, các dự án công nghiệp, thương mại và tiện ích công cộng. Ngoài ra, để phục vụ tốt hơn các dự án tại Việt Nam, Vision còn cung cấp các dịch vụ giải pháp EPC, bao gồm thiết kế dự án, mua dự án và xây dựng, vận hành và bảo trì. Trong giai đoạn khởi sắc của sự phục hồi thị trường quang điện Việt Nam, tuân theo các chính sách hiện hành và sự năng động của thị trường, Vision sẽ tiếp tục mở rộng thị trường Việt Nam. Chúng tôi tự tin rằng sẽ tiếp tục gia tăng đáng kể thị phần tại Việt Nam vào năm 2021,
Đồng thời, các hoạt động phúc lợi xã hội của Vision vẫn đang được đẩy mạnh. Vision luôn nỗ lực tạo thêm nhiều việc làm cho địa phương trong lĩnh vực năng lượng mới, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động phúc lợi xã hội, từ thiện, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và dùng những hành động thiết thực để giúp đỡ và báo đáp xã hội. Đồng thời, Vision coi nhân viên là tài sản quý giá nhất của mình, lấy những người phấn đấu làm niềm tự hào, chia sẻ với những người biết phấn đấu, là văn hóa đồng đội của Vision, là một công ty có nhiều nền văn hóa khác nhau. Vision tôn trọng sự khác biệt và đa dạng văn hóa của nhân viên, đồng thời cung cấp cho nhân viên nhiều chương trình đào tạo, lập kế hoạch nghề nghiệp và chăm sóc nhân viên. Thông qua việc thiết lập quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức giáo dục, cơ sở nghiên cứu khoa học khác. Cơ sở nghiên cứu khoa học khác cung cấp những cách thức và cơ hội mới để cùng đào tạo những tài năng năng lượng mới. Chủ tịch Vision, ông Levitsky đưa ra quan điểm muốn ươm mầm thân nhân tài. Muốn ươm mầm nhân tài cần phải có muốn ươm mầm nhân tài cần phải có cơ chế và tấm lòng rộng lượng của những anh hùng thiên hạ. Nhân tài sẽ thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty có trách nhiệm giải quyết nhu cầu vật chất ngày càng cao của nhân viên, đặt con người lên hàng đầu, tạo nền tảng phát triển cho nhân viên. Sự phát triển của Vision không thể tách rời sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn vì điều này. Trong tương lai, chúng tôi cùng với nhân viên, khách hàng và đối tác toàn cầu sẽ tiếp tục khám phá, tạo ra giá trị thông qua năng lượng bền vững và trở thành nhà cung cấp giải pháp năng lượng mặt trời số 1 tại thị trường Việt Nam. Vision tương lai, dù là kinh doanh dịch vụ hay kinh doanh sản phẩm, tầm nhìn của công ty chúng tôi đều là tạo ra giá trị cho khách hàng, tạo hạnh phúc cho nhân viên và có trách nhiệm. Xin lỗi, có sao? Và có trách nhiệm với xã hội.